Các nhà xây dựng hy vọng làng vận động viên này có thể trở thành mô hình cho các dự án quy mô lớn hơn ở những quốc gia khác. Ngôi làng Olympic bao gồm 31 tòa nhà, có sức chứa hơn 15.000 vận động viên Olympic và Paralympic 2024 ở hai bên bờ sông Sen. Các kỹ sư xây dựng mô tả nơi này như một địa điểm thử nghiệm độc đáo cho các công nghệ bền vững. Chúng tôi đang giảm một nửa lượng khí thải carbon trên mỗi mét vuông. Những gì chúng tôi dự kiến thực hiện vào năm 2030 là cắt giảm lượng khí thải carbon thì chúng tôi đã làm ở làng Olympic này từ bây giờ. Điều này cũng có nghĩa là mô hình này cũng có thể được thực hiện ở mọi nơi trên nước Pháp. Sau khi Thế vận hội kết thúc, các tòa nhà sẽ được chuyển thành chung cư cho khoảng 6.000 người và văn phòng cho 6.000 người lao động.